TV video. Xin chào các bé, hôm nay ta cùng học môn tiếng Việt nhé. Trời ơi, hôm nay tớ sẽ có một thứ. Các bạn đợi mình ở đây nhé. Mình đi tìm ở đây. Ôi, quên mất. Xin chào các bé, hôm nay ta cùng học bài tự nhiên xã hội. Tự nhiên và xã hội nhé. Mình ở tiểu học Kim Trung. Mình học lớp 1A. Tên mình là Phương An. Vừa gì? Tự nhiên xã hội ạ. Năm học năm 2018. Ôi trời ơi, giờ đây là ngày năm 2018. Ta cùng học bài này nhé. Các con, nào các con, tự nhiên xã hội là gì? Bạn nào biết dân chữ cô chị tiên xem nhé. Lớp 1 tự nhiên và xã hội. Các bạn ơi, đây là một cậu bé và một cô bé, là cơ thể chúng ta. Các bạn sẽ cùng xem bạn trai khác bạn gái chỗ nào nhé. Bạn trai khác bạn gái tóc ngắn này. Bạn gái khác bạn trai tóc dài này. Bạn trai khác bạn gái tí bé này. Bạn gái giống bạn gái khác bạn trai tí to này. Rồi bạn trai khác với cái chim này. Khác với cái bướm này. Khác với cái thấp này. Khác với cái cao này. Khác với cái mình không nhận ra nổi nữa. Bạn gái thì mặc váy, còn bạn trai thì chỉ mặc quần áo thôi. Giờ các bạn thử xem bài 2 là gì nhé. Cơ thể chúng ta. Để giờ ta cũng xem bạn trai có thể làm gì được nhé. Bạn trai có thể đá bóng. Bạn trai có thể đi xe đạp. Bạn gái có thể ngửa mặt lên. Bạn gái có thể ngửa mặt xuống. Bạn gái có thể đi tung tăng. Bạn gái có thể chơi búp bê. Bạn gái có thể ăn kem. Bạn gái có thể chơi mèo. Chơi thú bông. Bạn trai ấy và thế này. Giờ cho mình hỏi. Bạn gái thì bạn trai thì bạn gái có đá bóng được không? Đá bóng được. Thôi các bạn bị sai rồi. Không đá bóng được. Đúng rồi, các bạn gái mà đá bóng có mà nó trượt vào chân cho bị què à? Thì bạn cả có thể đi xe đạp giống bạn trai được không? Cũng được. Đúng rồi. Thưa mình tập thể dục là bằng cái xe đạp đấy. Mình chỉ có xe đạp thôi. Thì bạn trai có thể chơi có bơn được không nhỉ? Cũng được. Đúng rồi. Bạn trai có thể ăn kem được không? Được. Bạn trai có thể chơi bê được không? Được. Bạn trai có thể chơi đi tung tăng được không? Được. Bạn trai có thể ngồi mà xuống được không? Được. Bạn trai có thể ngẩng mắt lên được không? Được. Bạn trai có thể hít sáo được không? Được. Bài 2 là cái gì nhỉ? 2. Rùng ta ngan lớn. Chúng ta đan lớn. Một năm em bé mới đẻ biết
biết ngủ. Thứ hai, em bé biết bò. Thứ ba, em bé biết ngồi rồi, biết đấy, vân vân. Biết đo cân, biết đứng. Rồi biết trèo leo. Còn phải học bài đấy. Có lần khi các bạn lớn đã trở thành cô chú thì có thể dạy học này, làm được nghề nghiệp nữa đấy. Giờ có thể cuốn ta, hai anh em so với bức ảnh. Anh cao hơn em vì anh lớn hơn em. Em thấp hơn anh. Anh em không cao tới bức ảnh. Tới bạn này, có thể khi bé còn phải chơi trò chơi, chơi đá bóng, còn người lớn chỉ nhìn cũng được. Xin chào các bạn, bài 2 bài tự nhiên xã hội là kết thúc tiết học này rồi. Giờ ta cùng xem có bài nào hay nữa rồi mình giảng nữa nhé. Dừng tạm đây.